mỗi ngày. Mì Yifu xào xá xíu, thơm lừng, gấp mãi không ngừng. Chào mừng các bạn đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và thưa các bạn, mì Yifu này chúng ta có thể mua ở những cái chợ mà người Hoa, ở những cái chợ lớn á, thì sẽ có bán với những cái loại mì này. Dạ. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ bắt đi hai cái chảo, một cái chảo nước và một cái chảo không dầu. Nấm này thì chúng ta cắt thành từng lát, dày khoảng chừng 3 ly như vậy là được. Cho nấm vào trong chảo. Chúng ta áp chảo nha. Nấm linh chi nâu. Thưa các bạn, nấm thì chúng ta nên áp chảo không dầu để cho nấm chín có mùi thơm nhưng không quá nhiều dầu. Nước trong nấm là cũng đủ để làm cho nấm chín rồi. Đây, chúng ta cho vào, chúng ta luộc nhanh. Với mì Yifu này thì mình sẽ luộc khoảng bao nhiêu phút là được anh Vũ? Chúng ta luộc khoảng 2 phút cho sợi mì mềm. Anh sẽ luộc lại. Dạ. Cà rốt chúng ta cắt ra thành từng sợi, dài khoảng chừng 6cm, dày cũng cỡ 3 ly nha các bạn. Kim Thảo để ý là trong món ăn này, đầu bếp Thanh Vũ đã lựa chọn những cái loại rau củ có màu sắc phong phú. Hành tây thì nửa củ thôi các bạn. Chúng ta cắt sợi như vậy. Cho hành tây ra dĩa. Rồi, hẹ bông cắt khúc cũng 5-6cm ha. Cỡ cỡ đó, chúng ta cắt cái phần bông trước nha. Rồi, mấy màu vậy là đủ rồi em ha. Trước khi xào mì thì chúng ta sẽ pha cái nước gia vị trước. Đầu tiên chúng ta cho đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê rượu trắng, 1 muỗng canh nước lọc. Rồi, chúng ta cho đây 1 muỗng canh nước tương phú sĩ. Rồi, chúng ta khuấy đều. Và đây được gọi là linh hồn của món mì xào Yifu ngày hôm nay đúng không anh Vũ? Chính xác, cho dầu vào đây. Ít dầu anh Vũ hả? Rồi, vừa thôi. Khoảng 1 muỗng canh tỏi xào thơm đi. Kế tiếp chúng ta cho cà rốt vô. Vì cà rốt cứng nhất. Tỏi vừa vàng cái là cà rốt vừa chín luôn. Thịt xá xíu cắt sợ vào nha các bạn. Thưa các bạn, chúng ta nên xào xá xíu và rau trước, sau đó chúng ta sẽ cho mì vô xào. Như vậy món mì xào chúng ta sẽ dậy cái mùi xá xíu đặc trưng rất là thơm. Kế tiếp chúng ta sẽ cho hành tây cắt sợ vào. Rồi chúng ta xào hẹ bông và nấm vào xào sóc đều luôn. Rồi sau đó chúng ta mới cho mì vô nha các bạn. Để cho món mì xào Yifu này được ngon, chúng ta nên xào với lửa nhỏ để cho nước gia vị thấm từ từ vào trong từng sợi mì. Đây em thấy là nước sốt bắt đầu rút vào trong từng sợi mì khô ráo như vậy là được nha các bạn. Món này chúng ta nên dùng cái dĩa nó cổ tí thiếu nha các bạn nha. Chúng ta rắc đây ít tiêu nha các bạn. Quá là thơm và quá là hấp dẫn. Rồi chúng ta để đây một cái đợt có thơm. Nói chung là tất cả các buổi trong ngày đều có thể làm món mì Yifu xào này thưa quý vị. Sợi mì dai mà mềm, nước sốt sền sệt bám quyện vào từng sợi, thịt xá xíu thơm ngon khó cưỡng, hài hòa cùng vị rau củ chín giòn thanh ngọt, ngon tưng bừng vị.